anh chị mình đã vua đầy đủ chưa mình đợi thêm một hai anh chị vào nữa cho nó đủ rồi mình sẽ bắt đầu nhé Rồi, hiện tại thì đã hơn 8 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lớp học ngay sau đây. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Brian Nguyễn, hiện tại đang là trưởng phòng phân tích kỹ thuật và đầu tư của đơn vị tư vấn chứng khoán quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường chứng khoán cũng như đầu tư về bất động sản. Tôi muốn chia sẻ tới cho anh chị một vài thông tin về thị trường cái đầu tư chứng khoán cũng như là chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức bổ ích để giúp cho anh chị mình đầu tư thành công hơn trong quá trình đầu tư sắp tới. Và nội dung của buổi học ngày hôm nay đó chính là hiểu biết chuyên sâu về thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư mới. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng là anh chị mình là nhà đầu tư mới cho nên mình sẽ cần phải bổ sung kiến thức nhiều hơn cũng như là mình phải chuẩn bị hành trang nhiều hơn cho quá trình đầu tư sắp tới của mình. À, tuy rằng thì ngày hôm nay là một buổi chia sẻ miễn phí được uh, tài trợ bởi đơn vị broker đơn vị môi giới chứng khoán là DK Trade. nhưng mà tôi muốn những thông tin những kiến thức mà tôi chia sẻ cho anh chị sẽ là uh, đặc biệt mang lại giá trị thành công cho bất kỳ anh chị nhà đầu tư nào đang tham gia vào lớp học này uh, trong quá trình đầu tư sắp tới của mình và hy vọng là anh chị sau khi tham gia được buổi học mình sẽ đầu tư có được nhiều lợi nhuận hơn cũng như là mình sẽ trở thành nhà đầu tư à, chiến thắng trong thị trường này. Chúng ta sẽ đi à, tới cái phần nội dung chi tiết à, trong buổi học ngày hôm nay. thì à, nội dung của buổi học sẽ có tổng cộng là 6 nội dung chính. À, nội dung đầu tiên là chứng khoán quốc tế là thị trường thế nào. À, nội dung tiếp theo là nhà đầu tư mình cần chuẩn bị như thế nào, chuẩn bị gì để mà mình bước chân vào à, lĩnh vực đầu tư chứng khoán. À, nội dung thứ ba là yếu tố nào để nhà đầu tư nắm bắt thị trường cũng như là mình xác định được xu hướng của cổ phiếu, xu hướng của thị trường. Nội dung thứ tư là chiến lược đầu tư cổ phiếu tốt nhất tại Mỹ. Nội dung thứ năm thì tôi sẽ xác định những mã cổ phiếu tiềm năng trong tháng 11 này cũng như đưa tới cho các nhà đầu tư những khuyến nghị đầu tư mà anh chị có thể tham khảo và cân nhắc cho quá trình đầu tư của mình. Và nội dung cuối cùng À, sau khi mà tôi chia sẻ thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc cũng như những câu hỏi của anh chị đặt ra à, trong quá trình tôi chia sẻ thì anh chị có câu hỏi và thắc mắc nào thì anh chị có thể ghi chú lại để cuối buổi học à, tôi sẽ giải đáp và chúng mình sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung đầu tiên à, thì trước khi mình tìm hiểu về thị trường chứng khoán quốc tế như thế nào ấy thì mình sẽ tìm hiểu thị trường chứng khoán là gì đặc biệt là về cụm từ chứng khoán. Ở đây tôi dám chắc rằng là số đông anh chị đã từng tìm hiểu hoặc là mình đã từng tham gia trong thị trường này rồi. Nhưng mà sẽ là có rất là nhiều người sẽ không chưa định nghĩa được chứng khoán là gì. Thì tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị rằng uh, chứng khoán nó là một loại tài sản. Chứng khoán nó là cổ phiếu, là trái phiếu là chứng khoán phá sinh là chỉ số mà đã là tài sản rồi Thì anh chị có thể đầu tư và giao dịch trên cái giá trị của tài sản đó Để mang về được lợi nhuận cho mình Và tiếp theo thì để đi chuyên sâu hơn Thì tôi muốn giới thiệu tới cho anh chị một thị trường Mà tôi đang tham gia cũng như là muốn chia sẻ tới cho anh chị Về tiềm năng của thị trường này Đó là thị trường chứng khoán quốc tế Ờ à, một vài câu một vài anh chị sẽ đặt ra câu hỏi là lý do vì sao tôi lại chia sẻ về thị trường chứng khoán quốc tế mà không phải là thị trường chứng khoán ở Việt Nam thì tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng cho anh chị là theo như những phân tích và những đánh giá của các chuyên gia kinh tế trong lĩnh vực này thì họ đánh giá rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hiện tại thì bị ảnh hưởng rất nhiều bởi yếu tố bởi yếu tố thời điểm như anh chị cũng đã biết là Việt Nam mình đang chịu tác động cực kỳ nặng nề từ ảnh hưởng đại dịch và trong cái bối cảnh đại dịch mà cũng chưa có phục hồi như vậy á thì thị trường chứng khoán Việt Nam đang sụp khá là sâu và gần như là không có bất kỳ một mã cổ phiếu nào có thể tăng điểm được. Cho nên rằng là tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị cơ hội đầu tư nhiều hơn cũng như là đầu tư sang một cái thị trường mà với quy mô lớn hơn, đồng thời thì sẽ giúp cho anh chị mang về được khoản lợi nhuận cao hơn rất là nhiều. Ở đây trên màn hình thì anh chị có thể thấy là giao diện của mình đang hiện lên là ba đặc điểm chính của thị trường chứng khoán quốc tế. Tôi tôi thấy rằng là ở đây nếu đúng hơn thì nên đặt là ba ưu điểm, ưu điểm của thị trường chứng khoán quốc tế so với thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là so với các kênh đầu tư khác. Chúng ta sẽ đi tới cái ưu điểm đầu tiên. Ưu điểm đầu tiên thì anh chị có thể thấy là thị trường chứng khoán quốc tế xu hướng sẽ là đa chiều và cụ thể là chiều tăng và chiều giảm của tài sản. Ở đây mình có thể khai thác được lợi nhuận kể cả, cả chiều tăng và chiều giảm của tài sản luôn anh chị. So với thị trường chứng khoán Việt Nam anh chị có thể chỉ có thể là khai thác được lợi nhuận ở chiều tăng của cổ phiếu mà thôi. Giả sử như anh chị mua cổ phiếu của tập đoàn VinGroup thì anh chị mua với mức giá là 200 000 đồng. Đợi khi mà giá cổ phiếu tăng lên một vùng giá cao hơn, à, ví dụ như là 400.000 hay là 500.000 thì anh chị bán ra và thu về được lợi nhuận chính là cái sự trên lệch giá đó. Nhưng đối với thị trường chứng khoán quốc tế thì ngay khi mà giá cổ phiếu giảm anh chị vẫn có, vẫn có thể mang về được lợi nhuận cho mình. À, trong thị trường này thì chỉ cần anh chị xác định đúng xu hướng đi của sản phẩm, xu hướng đi của tài sản thì anh chị đã có thể mang về được lợi nhuận cho mình rồi. Và ở đây anh chị có thể thấy rằng là cơ hội đầu tư, cơ hội mang về lợi nhuận ở thị trường chứng khoán quốc tế sẽ gần như là cao gấp đôi so với thị trường chứng khoán Việt Nam và đây cũng là cái lý do mà tôi đánh giá là quan trọng nhất bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới trực tiếp tới lợi nhuận anh chị mang về và ưu điểm thứ hai à, tôi muốn chia sẻ tới cho anh chị anh chị có thể thấy rằng trên màn hình của mình đang là biểu à, tượng của một công cụ tài chính rất là quen thuộc trong cái hệ thống đầu tư đó chính là đòn bẩy anh chị có thể thấy đòn bẩy ở đây thì à, nó sẽ giúp cho anh chị mình có thể mua được cổ phiếu với giá trị thấp hơn cũng như là gia tăng được cái khoản vốn đầu tư của mình để mình có thể mang về được lợi nhuận. Vì sao lại đồng bảy nó chính là một cái ưu điểm? Vì sao đồng bảy nó chính là ưu điểm? Bởi vì khi mà tôi chia sẻ như thế này thì anh chị sẽ cảm nhận được rằng thị trường chứng khoán quốc tế thì các cái mã cổ phiếu như là Apple, Facebook hay là Microsoft thường là giá trị cổ phiếu của những tập đoàn này dũng nghiệp này nó rất là cao có thể lên tới hàng trăm đô la một cổ phiếu gấp rất nhiều lần so với giá trị của cổ phiếu ở Việt Nam cho nên với mức thu nhập bình quân trung bình của nhà đầu tư ở Việt Nam thì sẽ rất là khó tiếp cận gần như là không có cơ hội để tiếp cận và để mua những cổ phiếu này cho nên tất cả những sàn giao dịch ở quốc tế ở nước ngoài về Việt Nam hoạt động thì họ sẽ hỗ trợ công cụ để cho nhà đầu tư mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường này đó chính là đoạn 7 anh chị nhé. Hiện tại thì đòn bẩy ở trên màn hình của anh chị là 1 500 có nghĩa là anh chị sẽ được phép mua cổ phiếu và giao dịch trên giá trị cổ phiếu này với mức giá thấp hơn 500 lần so với mức giá thực tế của cổ phiếu trên thị trường. Đây là một công cụ mà tôi đánh giá là rất hữu ích dành cho các nhà đầu tư và bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia cũng sẽ chắc chắn phải dùng tới công cụ này rồi, thì tôi sẽ chia sẻ tới ưu điểm thứ ba mà tôi đánh giá là cũng khá là quan trọng và gần như thì bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường này cũng sẽ quan tâm tới cái yếu tố này đầu tiên, đó chính là yếu tố thanh khoản. Anh chị có thể thấy trên màn hình hiện tại đang là dòng chữ T cộng không, à, T cộng không ở đây có nghĩa là tốc độ giao dịch và thanh khoản của thị trường chứng khoán quốc tế hiện tại đang là T cộng không, có nghĩa khi mà phiên giao dịch mở cửa anh chị có thể mua là mua được liền và bán là bán được ngay. Tốc độ giao dịch và tốc độ thanh khoản của mình rất là nhanh. Tính khớp lệnh, thời gian khớp lệnh chỉ là 0,01 giây thôi anh chị. Anh chị có thể bán ra lực lượng cổ phiếu mà mình đang nắm giữ ngay khi phiên giao dịch mở cửa luôn. Và mình so sánh một chút với thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam á, tốc độ thanh khoản hiện tại bây giờ đang là T cộng 2 hoặc là T cộng 3? Bởi vì quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam phạm vi nó chỉ là một nước cho nên rằng cho nên là à, để mà muốn bán ra được lượng cổ phiếu cũng như để thanh khoản ra được cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ anh chị phải đợi chờ một khoảng thời gian là 2 cho tới 3 ngày. Và em nghĩ là và tôi nghĩ là cái, cái cái thời gian này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái quá trình đầu tư của mình bởi vì hai cho tới 3 ngày là một con số đủ lớn để làm biến động và cũng như là biến đổi giá trị cổ phiếu rồi. Rồi, thì đây là ba ưu điểm mà tôi đánh giá là gần như là thị trường chứng khoán quốc tế sẽ mang tiềm năng cực kỳ cao cũng như là cơ hội đầu tư và lợi nhuận mang về cho anh chị sẽ cao hơn rất nhiều lần so với thị trường Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu mình sang cái nội dung tiếp theo. À, trước khi mà để đánh giá tổng quan về thị trường này thì tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị về những sản phẩm, những sản phẩm chính mà anh chị có thể đầu tư trong thị trường chứng chứng khoán quốc tế hay còn gọi là chứng khoán phái sinh. Sản phẩm đầu tiên là ngoại ngoại hối hay còn gọi là ngoại tệ đó anh chị. Thị trường này thì uh, thị trường kinh doanh về tiền tệ và nhà đầu tư mình có thể khai thác được lợi nhuận chính từ sự chênh lệch của các cặp tỷ giá được tạo ra bởi những đồng tiền tệ này hiện tại thì mình sẽ có một vài đồng tiền tệ tiền tệ khá là quen thuộc đối với các nhà đầu tư khi mà nhà đầu tư nào đã từng tìm hiểu về à, thị trường chứng khoán hay là tìm hiểu về chứng khoán ở nước ngoài à, một, một số đồng tiền tệ có thể kể ra như là đồng đô la mỹ hay là đồng USD đó anh chị đồng bảng anh đồng euro hay là đồng yên nhật các cái đồng tiền này thì nó sẽ ghép lại thành một cặp để cho anh chị có thể giao dịch trên tỷ giá của các cặp này và đối với tôi thì tôi thấy là những cái những cái cặp tiền này hay là thị trường tiền tệ này nó mang lại lợi nhuận trong ngày ngay cho tôi luôn tôi rất thích đầu tư vào những vào vào cái thị trường này bởi vì cơ bản là tôi cũng là một nhà đầu tư thích lúc sống. và chính vì cái sự biến động giá của các cái cặp tiền này rất là cao trong ngày cho nên là tôi dễ dàng mang về được lợi nhuận cho mình. Khi mà tôi um, phân tích được cái xu hướng đi của các cái cặp tiền này. Chúng ta sẽ đi tới cái sản phẩm thứ hai, cái sản phẩm đầu tư thứ hai mà theo như tôi đánh giá thì hầu hết tất cả những nhà đầu tư đã tham gia vào thị trường này rồi thì không nên bỏ qua cái sản phẩm này, đó chính là commodity hàng hóa. Hàng hóa ở đây thì nó sẽ có rất nhiều loại hàng hóa ví dụ như là vàng dầu bạc hay là các kim loại khác hoặc là ngô thóc hay là các loại sản phẩm nguyên liệu khác à, Chung quy lại thì gọi là hàng hóa nhưng mà theo tôi ghi theo như mà tôi ghi nhận trong thị trường này ấy, thì cái sản phẩm mà thu hút nhiều nhà đầu tư nhất cũng như là được tiếp cận nhiều nhất ấy, đó chính là sản phẩm vàng và dầu vì tính chất đặc thù của hai sản phẩm này à, chẳng hạn như là và vàng thì anh chị có thể thấy là cái thời điểm mà trong bối cảnh mà dịch bệnh mới bắt đầu và lên tới leo thang cái đỉnh điểm vào năm 2019 á, thì anh chị có thể thấy là giá vàng thời điểm đó tăng lên rất là cao lập đỉnh là hơn 60 66 triệu một lượng ở Việt Nam mình thì thời điểm đó là tôi có tôi thấy là hầu hết là anh chị nào cũng ra tiệm vàng để mà tích trữ một lượng vàng rất là lớn vì nó tăng vọt như vậy thì gần như ai cũng cũng xem đây là một cái kênh đầu tư mà mang lại được lợi nhuận cao trong thời điểm đó nhưng mà từ xưa tới giờ rồi anh chị vàng nó chính là một kênh trú ẩn cực kỳ an toàn trong cái bối cảnh mà có cuộc uh, có cái sự biến động về kinh tế về chính trị hoặc là các, các có các cái cuộc khủng hoảng về kinh tế đặc biệt là lạm phát xảy ra vì tính chất đặc thù này cho nên là vàng trở thành kênh đầu tư ưu tiên và sự lựa chọn hàng đầu trong các kênh đầu tư để mà nhà đầu tư có thể trú ẩn và gửi cái nguồn tiền nguồn vốn tài sản của mình vào để mà trú ẩn qua các cái thời kỳ lạm phát hay là các cái thời kỳ biến động về kinh tế còn về dầu dầu thì từ xưa giờ anh chị có thể thấy là đầu tư vào năng lượng chưa bao giờ là lỗi thời bởi vì nguồn năng lượng như là dầu thì nó sẽ là nguồn năng lượng hữu hạn tức là đến một lúc nào đó khi mà con người mình khai thác thì cũng sẽ đến lúc nó sẽ trữ lượng của dầu sẽ không còn nữa. Và gần như là mình phải tìm ra một cái nguồn năng lượng để thay thế nhưng tới thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa tìm được một nguồn năng lượng nào có thể thay thế dầu. Và đặc biệt vào các cái kỳ mùa đông, bước vào giai đoạn mùa đông thì ở các nước Mỹ hay châu Âu một lượng tiêu thụ dầu rất lớn để sưởi ấm, để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Cho nên là dầu hiện tại vẫn là trở vẫn là một cái sản phẩm đầu tư rất hot. Mà nhà đầu tư nào nắm bắt được xu hướng đi của dầu Thì chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận cực kỳ cao Khi mà đầu tư vào sản phẩm hàng hóa này Rồi chúng ta sẽ đi tới sản phẩm tiếp theo à, Sản phẩm này có lẽ là anh chị sẽ mong chờ nhất Bởi vì à, đúng với những gì mà anh chị đã tìm hiểu về thị trường Đó chính là sản phẩm cổ phiếu à, Theo như tôi đánh giá thì cổ phiếu trong thị trường chứng khoán quốc tế nó không có khác biệt gì nhiều so với thị trường Việt Nam trừ một điểm thôi anh chị đó chính là quy mô và vốn hóa ở ở thị trường chứng khoán quốc tế quy mô của những tập đoàn nó có thể lên tới hàng nghìn tỷ đô la và với quy mô lớn như vậy thì chắc chắn một điều với anh chị luôn là cơ hội đầu tư của anh chị sẽ rất là cao cũng như là lợi nhuận mình mang về nó sẽ cao rất nhiều lần đặc biệt là đa dạng về lĩnh về lĩnh vực đầu tư à, lĩnh vực kinh doanh ở trong thị trường này anh chị có thể đầu tư Rất nhiều nhóm ngành mà cổ phiếu khác nhau Và nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời điểm Hay là yếu tố thị trường Dù cho cả thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Thị trường ảnh hưởng bởi biến động kinh tế Thì đâu đó nó vẫn sẽ có những nhóm ngành Cổ phiếu tăng điểm rất là mạnh Khi mà những nhóm ngành đó trở thành Những nhóm ngành xu hướng Nhóm nhóm ngành thiết yếu của cả thế giới Của toàn cầu Được không ạ Rồi tôi sẽ đi sâu hơn Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về các cái loại cổ phiếu cũng như là hoạt định chiến lược đầu tư cho các nhà đầu tư mới như anh chị khi mình đầu tư cổ phiếu thì mình nên đầu tư cổ phiếu nào mình nên đầu tư mình đang cho chiến lược như thế nào để mình mang về lợi nhuận cao trong cái thị trường cổ phiếu này rồi mình sẽ đi sang phần tiếp theo anh chị nhé thì trước khi mình đầu tư thì nhà đầu tư mình cần chuẩn bị những gì đây là một câu hỏi mà hầu hết tất cả những nhà đầu tư đều băn khoăn và lo lắng vì mình gần như là không biết bắt đầu từ đâu cũng như là để tham gia về thị trường này mặc dù mình biết là thị trường này cực kỳ tiềm năng là một mỏ vàng để mình khai thác nhưng mà anh chị nếu không đưa ra được chiến lược cụ thể cũng như không có sự chuẩn bị thì chắc chắn một điều rằng anh chị sẽ gặp cực kỳ nhiều khó khăn khi tham gia vào đầu tư ở thị trường này. Ở đây thì uh, tôi đã biên soạn ra đầy đủ tất cả những gì mà tôi đã trải trải qua, được tôi đã trải nghiệm trong thị trường này để soạn ra những cái nội dung mà tôi nghĩ là nó sẽ có ích rất nhiều cho anh chị về cái sự chuẩn bị đầu tiên về cái yếu tố chuẩn bị đầu tiên ấy. thì đó chính là về nền tảng kiến thức thì bất cứ một nhà cái lĩnh vực nào một cái lĩnh vực nào một cái lĩnh vực đầu tư nào thì anh chị chắc chắn phải chuẩn bị cái nền tảng kiến thức vững chắc về lĩnh vực đó cụ thể là trong thị trường chứng khoán thì anh chị còn phải nắm được quy định giao dịch uh, nguyên tắc hoạt động của thị trường này cơ cấu hoạt động của thị trường và mình sẽ chuẩn bị ra nghiên cứu ra được là các bước đường đi như thế nào để đầu tư chứng khoán cho nó hiệu quả uh, sang cái yếu tố thứ hai là nguồn vốn ở đây thì uh, trong cái yếu tố nguồn vốn này thì anh chị còn xác định giúp tôi như sau uh, đầu tiên là lượng vốn đầu tư vào thị trường thì uh, với khả năng tài chính của mỗi người thì mình sẽ cân nhắc cái lượng vốn đầu tư của mình vào thị trường này là bao nhiêu anh chị phải cân đối được tài chính của mình để mà đưa ra được những chiến lược phù hợp nhất và yếu tố thứ hai là cơ cấu nguồn vốn anh chị xác định giúp cho tôi là nguồn vốn của mình là có từ đâu là tự mình có hay là mình đi vay hay là mình phải dùng các đồng bẩy tài chính để mình vào mình và đầu tư yếu tố tiếp theo rất là quan trọng về yếu tố rủi ro mình biết rằng là thị trường này chắc chắn sẽ đầy rẫy những rủi ro, rủi ro sẽ rất là cao đối, với, đặc biệt là đối với những nhà đầu tư mới. cho nên mình phải có chiến lược, mình phải có sự quản trị rủi ro. ở đây anh chỉ có thể thấy là ngưỡng chịu lỗ, thì tôi dùng cái từ nó hay hơn tí là quản trị rủi ro, tức là mình sẽ cho phép cái tài khoản của mình rủi ro và chấp nhận cái khoản lỗ ở mức nào để giúp cho tài khoản của mình an toàn và mình còn cơ cấu lại để mình tiếp tục cho cái quá trình đầu tư sắp tới và cái yếu tố cuối cùng là mình còn mình cần chuẩn bị cái nguồn bổ sung nguồn bổ sung vốn nếu mà trong những cái trường hợp cần thiết hoặc là trong những trường hợp khẩn cấp bắt buộc mình phải bổ sung vốn vào để mình cứu lấy cái tài khoản của mình tránh trường hợp là mình không kịp đưa ra những cái giải pháp này thì tài khoản của mình sẽ bị lỗ rất là sâu rồi mình sẽ đi tới yếu tố tiếp theo Uh, trong thời buổi công nghệ hiện tại thì uh, chắc chắn rồi Trang thiết bị phục vụ cho cái việc đầu tư phải đặt lên hàng đầu Đặc biệt là các thiết bị về công nghệ như điện thoại thông minh hay là máy tính uh, Tôi thấy cái là hay trong cái thời buổi 4.0 thời điểm hiện tại ấy, Thì mình không có cần phải ra sàn giao dịch, giao dịch trực tiếp như thời điểm trước lên chị Mà mình có thể đầu tư trên chiếc điện thoại của mình luôn Đặc biệt là ở trong yếu tố, dịch trong cái bối cảnh mà dịch bệnh hiện tại ấy, Thì uh, mình đầu tư trên máy tính hoặc là đầu tư trên điện thoại Thì mình có thể đầu tư ở bất kỳ đâu cụ thể là mình đầu tư ngay tại nhà mình luôn không cần phải ra ngoài gặp ai và tiếp xúc hoặc là giao lưu với bất kỳ ai cả nó sẽ giảm tỷ lệ mắc covid của mình xuống ở mức thấp nhất và còn như là không không cần phải đi ra ngoài rồi yếu tố này cũng khá là thuận lợi ha yếu tố tiếp theo là yếu tố về vấn đề thời gian thì à, ở đây chúng ta có thể thấy là mình còn thời gian để theo dõi tìm hiểu nghiên cứu trước và trong khi đầu tư thì thật ra ở thời điểm hiện tại á, tôi đánh giá thì yếu tố này nó cũng không phải là quan trọng lắm bởi vì có rất là nhiều dịch vụ môi giới tư vấn chứng khoán ra đời hàng trăm hàng nghìn đơn vị broker xuất hiện thì anh chị có thể tận dụng cái nguồn lực này anh anh chị có thể tận dụng cái sự tư vấn đến từ các bạn tư vấn viên để giúp cho mình tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được rất nhiều thời gian để anh chị có thể làm nhiều việc khác bên cạnh những cái công việc chính của mình nữa anh chị cũng sắp xếp cho gia đình vân vân và các cái bạn tư vấn viên hoặc là các bạn kỹ thuật viên thì họ sẽ hỗ trợ cho anh chị trong cái việc mà tìm hiểu nghiên cứu và đưa ra được cho anh chị những cái, những cái tín hiệu cũng như là những cái chiến lược đầu tư nó phù hợp nhất rồi tiếp theo là yếu tố là nguồn tiếp cận thông tin ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh với anh chị rằng là cái cơ sở để mà mình đánh giá cho bất kỳ một thị trường hay là đánh giá bất kỳ một mã cổ phiếu nào trong thị trường này đó chính là cơ sở về mặt thông tin thì nguồn tiếp cận thông tin ở đây anh chị có thể thấy là mình có thể tiếp cận thông qua các phương tiện truyền thông như là báo đài internet hay là các công ty chứng khoán hoặc là công ty đại chúng và đặc biệt thì giống như tôi đã nói rồi thì dịch vụ môi giới chứng khoán đã xuất hiện gần đây rất là rất là nhiều cho nên là anh chị có thể tận dụng cái nguồn lực đó anh chị có thể nhờ các bạn tư vấn viên cập nhật thị trường hàng ngày cho mình, cập nhật về cổ phiếu hoặc là cập nhật về xu hướng thị trường nên đầu tư vào cổ phiếu nào trong ngày hôm đó. Rồi. Về yếu tố thời gian và yếu tố nguồn tiếp cận thông tin thì uh, thời điểm hiện tại anh chị có thể yên tâm và linh hoạt hơn rất là nhiều khi mà đã có dịch vụ tư vấn hoặc là dịch vụ mua giới chứng khoán anh chị ha. Yếu tố cuối cùng Uh, yếu tố mà tôi đánh giá quan trọng nhất Trong 6 yếu tố mà tôi đã liệt kê ra sau đây uh, Yếu tố chiến lược đầu tư Bất kỳ một nhà đầu tư nào nếu muốn đầu tư có lợi nhuận và đầu tư thành công trong thị trường này Thì anh chị phải bắt buộc phải có một chiến lược đầu tư cụ thể uh, Với mỗi cổ phiếu ở mỗi giai đoạn của thị trường Thì uh, nhà đầu tư còn phải lập ra cho bản thân mình Là kế hoạch quản lý, này, sử dụng vốn này kế hoạch cắt lỗ chốt lời hay còn gọi là kế hoạch uh, quản trị rủi ro, quản trị vốn, rồi uh, kế hoạch phân bổ lợi nhuận, bổ sung vốn đầu tư, thì uh, đây đều là những cái kế hoạch mà nhằm nhằm hạn chế cái rủi ro và làm việc theo cảm tính trong quá trình giao dịch. Rất nhiều nhà đầu tư mắc phải cái sai lầm này. Nhà đầu tư thường sẽ bị thị trường dẫn dắt vì mình không quản lý được cái cảm xúc, quản lý được cái tâm lý giao dịch của mình và đa số là nhà đầu tư họ đầu tư theo cái cảm tính là nhiều. Cho nên là bắt buộc anh chị phải cải thiện được cái tình trạng này và để giúp cho anh chị mình có được uh, tâm lý vững hơn uh, tâm lý tốt hơn thì anh chị cần có sự tư vấn từ một cái đơn vị hỗ uh, trợ anh chị ha rồi thì uh, trong phần này thì nam thấy uh, anh chị mình cũng đã nắm được sơ qua về những cái yếu tố mình chuẩn bị rồi thì uh, chắc là mình sẽ tiếp theo mình sẽ đi vào uh, cái phần hoạt định mà hoạt định chiến lược đầu tư cụ thể luôn. Rồi thì uh, trước khi mà đi vào cái phần hoạt định thì uh, tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị á là những cái yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu mà hiện tại trên thị trường đang có để giúp cho anh chị an tâm hơn và có thể đánh giá được cơ bản ban đầu là mình nên đầu tư vào cổ phiếu nào để tránh những cái yếu tố này đầu tiên là sự phát triển của nền kinh tế thị trường của mình là thị trường chứng khoán Mỹ và đặc biệt là các cái nước phát triển ở Châu Âu thì anh chị có thể an tâm ở những nước phát triển như vậy thì nền kinh tế của họ đang đứng đang đứng đầu gần như là ở Mỹ thì anh chị biết hiện tại Mỹ đang là một nước kinh tế lớn thứ nhất thế giới đúng không ạ cho nên là khi đầu tư vào thị trường này tôi đã nói với quy mô lớn như vậy thì anh chị hoàn toàn an tâm về sự phát triển kinh tế vì sự phát triển kinh tế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thị trường chứng khoán anh chị nhé. Rồi yếu tố thứ hai là tình hình chính trị. À, trong bối cảnh mà chính trị có sự biến động đi chăng nữa, thì thị trường chứng khoán vẫn sẽ là nơi các nhà đầu tư họ tìm đến. Mặc dù này nó sẽ có ảnh hưởng hơi một chút tiêu cực, bởi vì anh chị có thể thấy là trong cái bối cảnh mà chiến tranh thương mại giữa Trung với Mỹ, nó cũng là một cái yếu tố về chính trị nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn sẽ tăng điểm rất là tốt khi mà những cái giải pháp nó được đưa ra. Tuy nhiên thì anh chị cần lưu ý rằng là ở trong bối chỉnh trong bối cảnh mà chính trị nó căng thẳng thì anh chị hạn chế tham gia vào thị trường ngay thời điểm đó hết Rồi, yếu tố tiếp theo là quy luật về cung cầu. Thì không riêng gì về thị trường chứng khoán á, quy luật cung cầu nó được áp dụng cho bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào khác. Yếu tố cung cầu luôn luôn đóng yếu tố vai trò quan trọng trong việc xác định uh, cái xu hướng đi của tài sản uh, ở đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh lại cho anh chị ha thì uh, quy luật cung cầu thì nó rất là đơn giản nếu mà nguồn cung mình uh, ra thị trường nó khan hiếm thì chắc chắn giá trị của tài sản nó sẽ tăng lên hoặc là nhu cầu sử dụng mà nó cao hơn thì chắc chắn là giá trị uh, giá trị của tài sản đó, nó sẽ giảm xuống rồi về tiếp theo yếu tố tiếp theo mà tôi uh, mà tôi muốn uh, chia sẻ tới anh chị là báo cáo về tài chính thì trước khi mà đánh giá về một cổ phiếu hay một cái doanh nghiệp hay về một tập đoàn nào đó thì anh chị phải đọc về được báo cáo tài chính báo cáo doanh thu của tập đoàn này bởi vì để đánh giá được tiềm năng để đánh giá được cái tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp thì mình sẽ xem rằng doanh nghiệp này làm ăn kinh doanh hay là doanh thu của doanh nghiệp này trong một năm nó sẽ là bao nhiêu nó cao hay là nó thấp hơn so với cái kỳ trước và nhà đầu tư chỉ an tâm nhà đầu tư chỉ thật sự là đầu tư vào chấp nhận đầu tư vào cái cổ phiếu đó khi mà nhà đầu tư biết rằng doanh thu và tình hình kinh doanh của tập đoàn đó đang có sự tăng trưởng đang có sự phát triển trong thượng thời điểm trong khoảng thời điểm sắp tới và yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu cuối cùng đó chính là tâm lý nhà đầu tư thì ở đây giống như tôi đã nói anh chị bắt buộc phải quản lý tốt cảm xúc của mình tâm lý của mình là đóng yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất vì nếu mà anh chị không không có vững tâm lý thì anh chị sẽ dễ bị cuốn theo thị trường hoặc là anh chị sẽ đi theo hướng là ngược thị trường thường là rất nhiều nhà đầu tư họ nghĩ rằng là họ vào thị trường này họ làm chủ được họ đi ngược lại so với thị trường nhưng không tâm lý của mình lúc đó là tâm lý không được vững không được ổn cho nên là mình sẽ bị cuốn theo cái dòng xoáy của thị trường này À, và tôi nhấn mạnh làm một lần nữa để ổn định về tâm lý cũng như là à, để giúp cho tâm lý mình nó vững hơn ấy, thì anh chị cần phải có một sự cố vấn từ một đơn vị tư vấn vì họ sẽ đủ kiến thức và kinh nghiệm để giúp cho anh chị anh anh chị mình à, tồn tại được lâu hơn trong thị trường này rồi à, mình sẽ đi sang phần tiếp theo à, tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhanh nhưng mà cũng sẽ dễ hiểu cho anh chị để mà cuối buổi anh chị có thời gian mình đặt ra câu hỏi vì tôi biết rằng là à, trong cái thời điểm mà tôi chia sẻ thì anh chị cũng sẽ có rất là nhiều câu hỏi đặt ra và thắc mắc cho nên là tôi sẽ cố gắng chia sẻ làm sao nhanh và dễ hiểu nhất để cho anh chị có thể mình đặt câu hỏi sớm hơn à, yếu tố tiếp theo thì ở đây là mình có thể thấy là phân tích ở trên biểu, ở trên ở trên cái màn hình giao diện của mình đó đó chính là biểu đồ biểu đồ của cổ phiếu và anh chị có thể thấy là rất là nhiều công cụ phân tích kỹ thuật được xuất hiện và tôi muốn nhấn mạnh rằng là thời điểm hiện tại á ngoài cái việc mà anh chị phải bổ sung thông tin cũng như là cập nhật thông tin thị trường hàng ngày anh chị còn phải quan tâm đặc biệt một yếu tố đó chính là phân tích kỹ thuật vì đây là cái cơ sở sẽ xác định chắc chắn nhất là xu hướng đi của sản phẩm xu hướng đi của tài sản hay là xu hướng đi của cổ phiếu à, nếu mà dựa vào thông tin thì anh chị có thể đánh giá được cơ bản ban đầu á là cổ phiếu này nó sẽ đi theo hướng nào, nó tăng hay nó giảm. Nhưng nhờ vào phân tích kỹ thuật thì anh chị có thể biết chính xác là nó sẽ tăng từ vùng giá nào hoặc là nó giảm từ vùng giá nào. Và để mà hoàn thiện hơn trong quá trình phân tích kỹ thuật thì anh chị phải dành ra khoảng thời gian ít nhất là từ 1 cho tới 2 năm để mà tìm hiểu về cái công cụ này. Tuy nhiên thì khoảng thời gian đó là rất là lâu dành cho một nhà đầu tư và mất rất nhiều thời gian cho nên hiện tại thì theo như tôi ghi nhận theo tôi được biết đó, các cái dịch vụ môi giới tư vấn uh, các cái đơn vị broker ở thị trường này đã bắt đầu hỗ trợ thêm cho nhà đầu tư uh, các các bạn kỹ thuật viên uh, chuyên về phân tích kỹ thuật cũng như là hỗ trợ đưa ra được cho nhà đầu tư mình những cái tín hiệu chính xác nhất để nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian phân tích của mình và đầu tư có hiệu quả rồi mình sẽ uh, đi tới yếu tố tiếp theo À, ở trên uh, giao diện của mình anh chị có thể thấy ha Nó xuất hiện dòng chữ là MetaTrader4 Ở đây tôi muốn giới thiệu một chút uh, Hiện tại thì uh, mình đã có cái nền tảng hỗ trợ giao dịch rồi anh chị ạ Nó không cần phải ra sàn giao dịch như thời điểm trước nữa đâu uh, Trước đây thì nhà đầu tư phải ra trực tiếp sàn Và phải tự giao dịch, tự mua bán với nhau Nhưng mà thời buổi công nghệ rồi Cho nên là nền tảng giao dịch đã được ra đời và nền tảng này là nền tảng tích hợp hầu hết tất cả những nhà đầu tư đang giam tham gia vào thị trường này ở toàn cầu luôn anh chị và bất kỳ một đơn vị môi giới một đơn vị broker nào muốn được uh, sử dụng muốn muốn được tham gia vào thị trường này á, đều phải tham gia và tích hợp trên cái nền tảng này nền tảng này là Meta Trader Phone anh chị nhé anh chị có thể hình dung rằng là cái nền tảng này giống như là một trung tâm thương mại và mỗi đơn vị broker chính là một cổng ra vào một lối ra vào trung tâm thương mại này. Mục đích duy nhất của anh chị vào trong trung tâm là anh chị giao dịch, anh chị mua bán, anh chị trao đổi cổ phiếu với nhau. Đúng không ạ? À? Tuy nhiên là anh chị có quyền lựa chọn. Anh chị có thể chọn lối ra vào mà mình thích nhất hoặc là lối ra vào mà mình ưng nhất, dịch vụ của lối ra vào đó tốt nhất, đặc biệt là khoản phí mình phải trả cho lối ra vào đó là thấp nhất. Anh chị có thể hình dung chỗ này không ạ? À? cho nên là khi mà mình giao dịch trong một nền tảng chung như vậy thì anh chị không có sợ là uh, những cái đơn vị broker họ có thể thay đổi giá hay là họ làm biến đổi giá hay là họ làm theo ý họ vân vân bởi vì mình không phải lo bởi vì là trong thị trường này anh chị có thể thấy là một nền tảng nó sẽ tích hợp rất nhiều sàn hàng trăm sàn thì không có đơn vị cá nhân không có đơn vị sàn nào có thể làm biến đổi giá cả vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp và các cái đơn vị khác sẽ biết ảnh hưởng tới khách hàng ảnh hưởng tới nhà đầu tư đang tham, tham gia qua đơn vị của họ thì nó sẽ gây ra khó khăn giữa các sàn với nhau thì không không ai mà làm như vậy được anh chị ạ nên là mình hoàn toàn an tâm khi mà đầu tư trên một cái nền tảng như vậy công nghệ số rồi anh chị cho nên là cứ ngồi ở nhà mà lướt điện thoại mà giao dịch mà mang về lợi nhuận thôi không cần phải đi ra ngoài rồi mình sẽ tới cái nội dung tiếp theo đây nội dung mà có lẽ là nhiều anh chị mong đợi nhất à, trước khi mà đi vào nội dung này thì mình còn tìm hiểu những cái cơ bản rồi và quan trọng là trong nội dung này anh chị sẽ nắm được tới đâu bởi vì nếu anh chị nắm được những nội dung này những nội dung sau đây và anh chị hiểu rõ được thì chắc chắn một điều với anh chị rằng là anh chị đã đi đúng hướng rồi anh chị đã đi đúng cái hướng mà mà tôi đã chia sẻ với anh chị rồi đó à, trong cái hoạt uh, định kế hoạch uh, đầu tư của mình á thì tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị một bộ khuyến nghị đầu tư trong tháng 11 do chính đơn vị tài trợ của mình là Deca biên soạn và gửi tới cho nhà đầu tư của họ và trong các cái bộ khuyến nghị đầu tư ở những tháng trước thì như tôi đánh giá và phân tích thì Deca phân tích về thị trường rất tốt phân phân tích rất là chi tiết và chính xác về các cái mã cổ phiếu và tiềm năng của những mã cổ phiếu này và đặc biệt nhà đầu tư khi mà đã đầu tư theo cái bộ khuyến nghị này rồi ấy, thì chắc chắn là lợi nhuận sẽ mang về rất là cao chúng ta sẽ đi tới uh, mã cổ phiếu đầu tiên một trong những mã cổ phiếu mà tôi đánh giá cực kỳ tiềm năng trong thời điểm tới như tôi đã chia sẻ thì uh, sản phẩm đầu tư hàng hóa là một trong những sản phẩm đầu tư mà được nhà đầu tư yêu thích trong đó là sản phẩm dầu thô ở đây thì trên màn hình trên giao diện anh chị có thể thấy tập đoàn ExxonMobil hiện tại đang là một công ty kinh doanh về dầu, một công ty dầu khí lớn thứ tư trên thế giới với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đô la mỗi năm. À, con số 300 tỷ là con số cực kỳ lớn mà không phải công ty nào cũng có thể đạt được cái tổng doanh thu như vậy. Và trong năm vừa rồi thì công ty này được Forbes bình chọn là công ty có doanh thu lớn nhất trên thế giới với mức khai thác là 5,2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Và với doanh thu như vậy thì không quá khó hiểu khi mà cổ phiếu của ExxonMobil đã tăng trưởng hơn 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 27% nhờ cái làn sóng tăng giá của dầu thô vào những cái tháng cuối cùng trong năm 2021. À, trong cái bối cảnh mà cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra, anh chị có thể thấy là nguồn cung ứng ở Trung Quốc đang bị chững lại gần như là đứt đoạn thì cho nên là giá dầu nó tăng cao như vậy và đặc biệt là những tập đoàn kinh doanh về dầu những tập đoàn sản xuất dầu ấy khai thác dầu á thì sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và trong đó là có Exxon và theo như những nhận định của chuyên gia những nhận định của những nhà phân tích thì giá dầu nó sẽ còn tiếp tục leo thang và tăng hơn 100 đô một thùng trong thời điểm sắp tới thì những tập đoàn như Exxon giá cổ phiếu sẽ còn tăng gấp rất nhiều lần trong cái bối cảnh mà vẫn chưa tìm ra được một cái năng lượng nào có thể thay thế cho năng lượng dầu Ừ. nên là anh chị có thể hoàn toàn an tâm khi đầu tư vào cổ phiếu của Exxonmobil rồi chúng ta sẽ đi tới một mã cổ phiếu tiềm năng tiếp theo đây là cổ phiếu mà tôi đánh giá là tiềm năng nhất trong tất cả những cổ phiếu mà tôi chia sẻ tới cho anh chị và gần như anh chị không thể bỏ qua cái cơ hội đầu tư cổ phiếu này bởi vì đây là một cổ phiếu được đánh giá là trong thời điểm sắp tới trở thành xu hướng đầu tư của hầu hết tất cả những nhà đầu tư đã và đang tham gia trong thị trường này. Đó chính là tập đoàn cổ phiếu của Microsoft. À, lý do vì sao mà tôi lại chia sẻ tới cho anh chị uh, cổ phiếu của tập đoàn Microsoft, đặc biệt là trong tháng 11 này là vì đầu tiên là tập đoàn Microsoft sẽ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 17 tháng 11 với mức chi trả là 0,62 đô la cho một cổ phiếu và nói tới đây thì có lẽ anh chị là sẽ hơi thắc mắc rằng là cổ cổ tức là gì tại sao mình phải đầu tư vào những, những thương vụ trả cổ tức à, tôi sẽ giải đáp cho anh chị luôn là đầu tiên cổ tức là chính à, cổ tức là cái khoản lợi nhuận chắc chắn mà nhà đầu tư sẽ nhận được khi nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu trước cái ngày chi trả cổ tức của tập đoàn đó à, tôi nhấn mạnh là một lần nữa ha là khoản lợi nhuận chắc chắn mà nhà đầu tư sẽ nhận được khi mà nhà đầu tư chỉ cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày trả cổ tức của tập đoàn đó mà thôi anh chị không cần quan tâm tới giá trị cổ phiếu nó tăng hay giảm thì chắc chắn anh chị cũng sẽ nhận được cổ tức của tập đoàn này rồi và lý do thứ hai tôi chia sẻ tới cho anh chị cổ phiếu của Microsoft đó chính là cổ phiếu của Microsoft sẽ tiếp tục tăng trưởng rất mạnh trong thời điểm tới. Bởi vì à, theo như báo cáo doanh thu mà Microsoft mà công bố thì à, sau khi mà báo cáo xong á nó vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư trong quý vừa rồi ấy thì cổ phiếu của Microsoft đã tăng 4,2% để kết thúc ở mức kỷ lục và lập cái đỉnh mới đó là 323,17 đô la. Anh chị có thể hiểu là vì sao mà mới cấp mới báo cáo doanh thu xong mà cổ phiếu nó lại đạt cái mức kỷ lục như vậy thì anh chị phải biết rằng là cái mức doanh thu này nó đã vượt kỳ vọng bao nhiêu lần nó vượt kỳ vọng nhiều như bao nhiêu mà cổ phiếu nó lại tăng như vậy anh chị ha đặc biệt là trong cái thời điểm mà dịch như vậy thì Microsoft chính là công ty cổ phiếu công ty công nghệ mà blue chip được hưởng lợi nhiều nhất bởi vì những cái phần mềm đặc biệt là điện toán đám mây hay các phần mềm như là Microsoft Teams nó phục vụ cho người dân được làm việc tại nhà mang về một cái doanh thu cực kỳ khủng dành cho cổ phiếu dành cho tập đoàn Microsoft này và cổ phiếu Microsoft cũng đã tăng 45% trong năm nay rồi à, anh chị có thể đầu tư theo hướng là mình có thể nhận cổ tức hoặc là mình đầu tư theo xu hướng là dài hạn để tới cuối năm nay hoặc là thậm chí là năm sau cũng được và khi đầu tư vào Microsoft trong thời điểm hiện tại hiện tại là ngày 11 tháng 11 anh chị có thể đầu tư và mua vào cổ phiếu của Microsoft anh chị chắc chắn nhận được khoản lợi nhuận từ cổ tức nếu mà mình mua tới ngày 17 và ngoài ra khoản lợi nhuận thứ hai mà anh chị có thể nhận được đó chính là lợi nhuận tăng trưởng giá và theo như tôi đã tham gia tham chiếu cái dữ liệu lịch sử của Microsoft vào những cái kỳ chi trả trước á, thì cổ phiếu thường sẽ tăng từ 7 cho tới 10 đô la trước những cái phiên chi trả như vậy thì anh chị khi đầu tư và anh chị sẽ nhận được một khoản lợi nhuận kép đây là con lợi nhuận mà chắc chắn, ổn định và ít rủi ro cho nên nó rất là phù hợp với những nhà đầu tư mới giống như mình. Và với những cái mảng hoạt động kinh doanh đa dạng cũng như là quy mô vốn hóa của Microsoft hiện tại đang là công, công ty có vốn hóa lớn nhất ở thị trường thì anh chị có thể an tâm và tin tưởng vào rằng cổ phiếu này sẽ tăng điểm cực kỳ mạnh trong thời gian sắp tới. Và sau đây thì tôi cũng muốn chia sẻ tới cho anh chị về cái biểu đồ và lý do vì sao mà tôi cũng chia sẻ tới cổ phiếu này vì mà tôi đặc biệt quan tâm tới cổ phiếu này và chắc chắn là không thể thiếu nằm trong cái danh mục đầu tư của tôi. Rồi, tôi sẽ chia sẻ một chút về biểu đồ của Microsoft. Để chứng minh cho những gì mà tôi chia sẻ thì anh chị có thể thấy trên màn hình. Đây là cổ phiếu mô tả cái sự biến động, sự tăng giá của cổ phiếu qua cái chu kỳ là hàng năm anh chị có thể thấy biểu đồ của mình là một đường, một đường đi lên nó chỉ đi đi lên một hướng thôi anh chị có nghĩa là cổ phiếu này luôn luôn tăng trưởng theo hàng năm và ở đây anh chị có thể thấy ha như tôi đã chia sẻ thì tham chiếu vào dữ liệu lịch sử ở các cái kỳ chi trả trước của Microsoft thì anh chị có thể thấy anh chị nhìn trên màn hình nhất chữ D chính là những cái kỳ chi trả được ghi nhận lại Đầu tiên là kỳ chi trả gần nhất là ngày 18 tháng 8 năm 2021. Anh chị có thể thấy ha, trước cái ngày... À, đợi đợi tôi một xíu. Rồi, à, trước ngày chi trả là tôi lấy ở cái mốc là trước đó khoảng... Uh, cho là 7 phiên đi. sẽ màn hình hơi... Uh... Đây rồi. Tôi sẽ lấy uh, trước trước ngày chi trả khoảng 7 phiên thì mình có thể thấy là giá cổ phiếu của Microsoft chỉ ở vùng giá là 285. Nhưng mà ngay khi cái ngày chi trả thì đạt được cái con số cao nhất ấy, là lên tới 291 93. Thì anh chị có thể thấy là tăng ít nhất là 7 cho tới 8 đô, đúng không ạ? À? Và anh chị có thể thấy là khối lượng mua ở những cái ngày ngày mà trước ngày chi trả luôn luôn nó cao hơn khối lượng bán vì nhà đầu tư họ biết rằng là khi họ đầu tư vào cổ phiếu của Microsoft á, thì chắc chắn là sẽ nhận được khoản lợi nhuận từ cổ tức thì hầu hết là không không chỉ riêng tôi hay là anh chị mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng sẽ nhảy vào mua cổ phiếu này vì cái tiềm năng tăng trưởng quá tốt rồi à, chúng ta sẽ đi tới cái cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu tiềm năng kế tiếp mà tôi muốn chia sẻ trong cái Thời điểm tháng 11 này. À, cổ phiếu này thì chắc có lẽ là một vài nhà anh chị mà làm trong lĩnh vực y tế thì chắc là biết. Chứ còn à, nếu mà không tìm hiểu nhiều, không tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực y tế thì cũng nghe khá là lạ. Đó là cổ phiếu của tập đoàn Johnson Johnson. À, Johnson Johnson thì là một tập đoàn kinh doanh về thuốc kinh doanh về các sản phẩm liên quan về y tế, đặc biệt là tập đoàn này cũng có sản xuất ra và phát triển ra vaccine chống covid 19. À, tuy là không có được phổ biến rộng rãi bằng vaccine như là như là Moderna hay là Pfizer hay là AstraZeneca, nhưng mà cổ phiếu này vẫn vẫn tăng điểm rất là mạnh trong cái bối cảnh dịch bệnh xảy ra, cũng như là từ trước tới giờ cổ phiếu này có truyền thống là luôn luôn tăng trưởng qua chu chu kỳ là hàng năm đặc biệt là được hưởng lợi rất là nhiều đó anh chị. Hưởng lợi trong cái bối cảnh mà dịch bệnh á thì vì đây là một cái sản phẩm thiết yếu của thị trường là vaccine cho nên tập đoàn này à, đi đang được đánh giá là một trong những tập đoàn cổ phiếu tăng trưởng đều nhất ở trong thị trường. À, lý do vì sao tôi chia sẻ, nó cũng là một thương vụ trả cổ tức, cũng là một tập đoàn về cổ tức là bởi vì à, Johnson Johnson sẽ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư vào ngày 22 tháng 11. À, sau khi mà mình đầu tư xong Microsoft đó anh chị Anh chị sẽ xoay nguồn vốn của mình sang đầu tư tiếp cổ phiếu của Johnson Johnson luôn Vì vào ngày 22 thì Johnson Johnson sẽ chi trả cổ tức cho nhà đầu tư lên tới 1,06 đô la anh chị Một mức chi trả rất là cao à, Tăng so với mức chi trả là 1,01 đô la của năm ngoái Và mức tăng như vậy thì anh chị có thể thấy là Cái tiềm năng cũng như là tốc độ phát triển Tốc độ tăng trưởng và doanh thu của tập đoàn này Nó tăng cao như thế nào ở Đây là năm thứ 10 liên tiếp mà Johnson Johnson đã tăng cổ tức rồi anh chị ạ à, Cho thấy là lợi ích to lớn Khi mà đầu tư lâu dài vào cổ phiếu này Đây cũng là một dạng cổ phiếu Mà anh chị có thể đầu tư cổ tức Cũng như là đầu tư và tăng trưởng luôn à, Với mức trả 1,06 đô la Thì tôi đánh giá đây là gần như là Tập đoàn mà trả cao nhất ở Trong cái uh, Lĩnh vực y tế đó anh chị ạ rồi à, nói một chút về doanh thu của tập đoàn này thì lĩnh vực kinh doanh thuốc lĩnh vực, lĩnh vực kinh doanh về thuốc đó, tiếp tục là lĩnh vực chủ đạo của tập đoàn với doanh thu đạt 12,6 tỷ đô la à, tăng trưởng 17,2% trăm à, bên cạnh đó thì Johnson Johnson như tôi chia sẻ cũng được hưởng lợi rất là nhiều từ dịch từ việc là bán vaccine covid 19 chín à, tôi đánh giá những cái cổ phiếu mà kinh doanh những cổ phiếu mà trong lĩnh vực về vaccine ấy, thì chưa bao giờ là lỗi thời anh chị ạ. Đặc biệt như là Moderna, Pfizer hay là Johnson Johnson cứ kinh doanh về vaccine là chắc chắn sẽ tăng giá thôi anh chị. Vì gần như là dịch bệnh thời điểm hiện tại thì mặc dù cho rằng là đã kiểm soát nhưng mà có những hợp đồng sản xuất vaccine lên tới năm 2024 hoặc là năm 2025 có nghĩa là theo như đánh giá thì dịch bệnh nó vẫn sẽ kéo dài cho tới thời điểm sau này luôn anh chị ạ. Cho nên là hiện tại khi mà mức giá còn đang rẻ anh chị cứ vào mua và giữ cho mình tích trữ cho mình cho tới thời điểm một hai năm sau cũng được không sao cả rồi thì uh, tôi cũng vừa chia sẻ cho anh chị uh, ba cái cổ phiếu mà tôi đánh giá tiềm năng nhất uh, tôi đánh giá là gần như là không thể thiếu được trong cái danh mục đầu tư của mình và chắc chắn một điều với anh chị là sắp tới những cổ phiếu này sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh nữa và nhà đầu tư nào nếu thật sự thích à, đầu tư mà mang cái lợi nhuận nó ổn định một tí mang cái ổn định một... rồi còn nghe không if i will i Sorry anh chị thì hiện tại thì bên đường truyền bên tôi nó hơi bất ổn một tí, vừa có sự cố cho nên là tôi cũng bị đứt đoạn trong cái quá trình chia sẻ của mình. Hiện tại thì tôi cũng vừa mới chia sẻ xong cho anh chị về ba cái nhóm ngành, ba cái mã cổ phiếu mà cực kỳ tiềm năng ở trong thị trường này mà anh chị không thể nào bỏ qua được và bằng tất cả những gì kinh nghiệm mà tôi có thì thời điểm này nếu anh chị không vào chắc chắn là anh chị sẽ bỏ qua một cái cơ hội cơ hội đầu tư rất lớn để mà mang về được lợi nhuận cho mình bởi vì không có thời điểm nào mà tốt như thời điểm này đâu anh chị giả sử thời điểm này anh chị đầu tư một số vốn nó thấp nhưng mà với cái tốc độ tăng trưởng của thị trường như vậy thì tôi đánh giá rằng là lợi nhuận anh chị mang về sẽ gấp rất nhiều lần số vốn bỏ ra nhưng nếu mà trong một cái bối cảnh mà thị trường nó ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng nặng, thì dù anh chị có đầu tư một số vốn lớn đi chăng nữa thì mình cũng không khó mà mang về được lợi nhuận. Và ngoài ra thì theo như những gì mà tôi chia sẻ thì anh chị còn phải chuẩn bị cho một cái chiến lược đầu tư cụ thể và nhờ tới sự cố vấn, hỗ trợ của các cái bạn tư vấn viên hoặc là sử dụng những cái dịch vụ của mua của các cái sàn môi giới để làm gì? để mình có thể hoạt định ra cho mình một chiến lược đầu tư cụ thể hơn chi tiết hơn à, mình sẽ mua cổ phiếu nào và kết thúc thương vụ này mình sẽ đầu tư tiếp vào thương vụ nào mình sẽ có bài toán đầu tư cụ thể và như vậy thì anh chị mới thành công được trong thị trường này à, cảm ơn anh chị thì uh, nam cũng uh, tôi cũng vừa mới chia sẻ xong thì uh, hiện tại thì mình sẽ tới cái nội dung là đặt câu hỏi tôi biết là anh chị cũng có rất là nhiều câu hỏi mà muốn dành cho tôi ngay khi mà tôi chia sẻ xong thì anh chị có thể đặt câu hỏi bằng cách là mình nhắn trực tiếp để tôi có thể đọc và giải đáp liền cho anh chị những thắc mắc này Rồi tôi bắt đầu nhận câu hỏi của anh chị thì anh chị nào có thắc mắc gì thì cứ nhắn lên cho tôi biết ha. Rồi, tôi uh, vừa nhận được câu hỏi của anh Dương. Anh Dương hỏi là khi mà đầu tư vào cổ phiếu của những tập đoàn này, những tập đoàn mà tôi vừa chia sẻ xong á thì uh, vốn bỏ ra bao nhiêu là phù hợp. À thì uh, trong cái nội dung mà những yếu tố cần chuẩn bị cho việc đầu tư nó có cái yếu tố là nguồn vốn đúng không Dương? Thì uh, tôi có chia sẻ rằng là mình nên cân bằng cái khoản vốn đầu tư của mình làm sao cho nó phù hợp. À, mình phải cân đối tài chính để mình còn dùng cho những cái công việc riêng của mình nữa nên là anh cân đối tài chính của mình sao cho phù hợp anh dương nhé và tôi nghĩ là để làm ra một bài toán đầu tư cụ thể đối với từng thương vụ thì anh nên có nhờ tới sự hỗ trợ của các bạn tư vấn viên và các bạn đủ chuyên môn để mà làm ra được một cái bài toán đầu tư cụ thể với mức vốn cụ thể à, chia sẻ tới cho anh à, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi anh dương ha câu hỏi tiếp theo là của chị Lan Lan Phạm à, Lan Phạm rồi thì uh, chị hỏi là đầu tư trong thị trường này rủi ro có cao không à, thì tôi cũng chia sẻ luôn là chắc chắn là bất kỳ một kênh đầu tư nào ấy thì cũng sẽ có rủi ro quan trọng là mình quản trị rủi ro như thế nào mình giảm thiểu cái tỷ lệ rủi ro xuống thấp nhất có thể là được để mà làm được việc đó thì anh chị giống như tôi nói anh chị phải có chiến lược cụ thể cũng như phải vào được uh, chuẩn bị cho mình một cái khoản vốn để có thể chấp nhận được cái mức rủi ro đó đó chính là cái, cái yếu tố mà ngưỡng chịu lỗ đó anh chị à, đó chị lan có thể uh, uh, liên hệ riêng sau cái buổi này tôi có thể chia sẻ cho chị nhiều hơn về uh, rủi ro để chị an tâm Tôi thì không có dám khẳng định là mình sẽ giúp cho chị có lợi nhuận gì đâu nhưng mà yên tâm tôi sẽ giúp cho chị an an tâm hơn phần nào về tâm lý để mình có thể đầu tư trong thị trường này. Rồi, tôi Câu hỏi của anh anh Lộc là cho hỏi vaccine nào ở thời điểm hiện tại là mua tốt thì như tôi đánh giá nếu anh thích khoản lợi nhuận mà nó chắc chắn mà nó ổn định một tí thì anh đầu tư vào johnson johnson bởi vì đây cũng là một tập đoàn sản xuất và vaccine tuy nhiên thì có cái mốc chi trả cổ tức Cụ thể vào ngày 22 tháng 11 sắp tới à, Cho nên là Việc anh đầu tư vào tập đoàn này Gần như là anh có thể mang về được lợi nhuận luôn Còn nếu mà anh muốn đầu tư Theo xu hướng này dài hạn vào những cổ phiếu vaccine Thì anh nên chọn là Moderna hoặc là Pfizer Anh lọc nhé Chị Linh đặt câu hỏi là Cho chị hỏi giờ chị mua cổ phiếu của Microsoft Thế nào, giá sao Thì uh, Câu hỏi đầu tiên đi, thì mua Microsoft thế nào? thì bây giờ chị chỉ cần tạo một cái tài khoản giao dịch, à, thì tài khoản giao dịch chứng khoán á, mình nhờ bên tư vấn viên hoặc là cái đơn vị sàn mà chị đang tham gia, đang muốn tìm hiểu á, tạo cho chị một cái tài khoản và mình sẽ đầu tư, mình vào mình mua thôi chị. và giá hiện tại của Microsoft này theo như tôi đánh giá này, sau khi mình lập đỉnh đã để có những cái phiên điều chỉnh, hiện tại thì đã bắt đầu ở cái vùng giá cực kỳ tốt để vào mua rồi đó anh chị phải nhớ một điều rằng là mình chỉ mua khi mình thấy giá nó đang bắt đầu giảm vì đó là vùng giá cực kỳ tốt nhất còn nếu mà giá đang tăng mạnh ấy, thì anh chị còn cân nhắc bởi vì có thể là nó sẽ đạt cái đỉnh của mình và bắt đầu quay đầu cho nên là anh chị phải cân nhắc còn giá mà giảm rồi chắc chắn vào mua thôi anh chị vì giá mà giảm mà mình không mua thì đối tại khi tăng thì mình rất là tiếc rồi anh xây dựng xây dựng minh hương À, à, tài khoản này thì có đặt câu hỏi là 50 triệu có đầu tư được không anh thì tôi đã chia sẻ rồi tức là khoản đầu tư của mình nó phụ thuộc vào nguồn vốn của anh có và 50 triệu thì cũng là một con số không phải là à, quá khó khăn đâu và tôi nghĩ là được vì à, anh có thể cân nhắc về những cái cổ phiếu giá rẻ giá đang à, khá là hợp lý như là Johnson Johnson mình muốn hỏi giờ muốn tạo tài khoản thế nào? câu hỏi từ chị Linh, à, chị Linh vừa vừa mới hỏi câu hỏi ở trên là mua Microsoft ra sao thì tôi trả lời thì chị hỏi là mình muốn tạo tài khoản thế nào thì tôi chia sẻ luôn à, hiện tại thì mình không thể nào tự tạo tự tạo tài khoản và tự bước chân vào thị trường được, à, mình phải thông qua một đơn vị môi giới chứng khoán đơn vị nào cũng được. À, nhưng mà cái quan trọng là chị phải chọn ra đơn vị có dịch vụ tốt nhất hay là những đơn vị mà uy tín trên thị trường. À, chẳng hạn như là DicaTrade. À, đây là một đơn vị mà tôi đánh giá là rất là uy tín cũng như là tư vấn viên, đội ngũ nhân viên khá là nhiều năm kinh nghiệm. À, các bạn này sẽ hỗ trợ tạo tài khoản như chị và tài khoản của chị thì à, các bạn sẽ là người hỗ trợ tất cả những thông tin những cái mục liên quan tới tài khoản. Rồi còn anh chị nào mình đặt câu hỏi nữa không ạ? À? À, anh chị hình như là mình hỏi rất nhiều về Microsoft. À, chắc là anh chị cũng cực kỳ quan tâm tới thương vụ này. Và tôi chắc chắn một điều với anh chị, anh chị đầu tư vào thương vụ Microsoft là gần như là chắc thắng luôn đó anh chị. Vì uh, theo như tôi đánh giá là trong những cái thời điểm trước đây á, thì chưa có thời điểm là tốt như thời điểm hiện tại cả mặc dù nhá trong bối cảnh là dịch bệnh đi nhưng mà tôi đánh giá nếu mà nhà đầu tư nào nhìn ra cái điểm tích cực trong cái bối cảnh dịch bệnh này thì nhà đầu tư đó sẽ biết được rằng những tập đoàn công nghệ mà lớn như Microsoft với những cái sản phẩm kinh doanh như là điện toán đám mây hay là các cái phần mềm phục vụ cho uh, hệ sinh thái uh, nền tảng 4.0 ấy nền tảng blockchain ấy, thì anh chị sẽ biết được rằng là những công ty như Microsoft sẽ trở thành những công ty có vốn hóa lớn nhất ở thị trường và trở thành những công ty tạo ra được một cái chu kỳ mới cho nền kinh tế cũng như là cho thị trường phát triển và công nghệ à, có anh chị nào mình đặt câu hỏi nữa không ạ à? tôi quan tâm tới việc thanh khoản thế nào, nạp rút anh Trọng Phú rồi à, tôi trả lời cho câu hỏi của anh Trọng Phú thanh khoản thế nào ở đây thì tôi muốn trả lời là việc thanh khoản thì bất cứ sàn giao dịch nào cũng sẽ thanh khoản được cho nhà đầu tư cái quan trọng là gì là thanh khoản có uy tín hay không, thanh khoản có nhanh hay không, nạp rút có uy tín hay không hay nạp rút qua đơn vị nào vì hầu hết là nhà đầu tư bắt buộc phải quy đổi sang đô la để đầu tư trong thị trường này nên là phải chọn một đơn vị trung gian đủ uy tín để mà mình giao dịch mình chuyển tiền cho nên là anh nên chọn một cái đơn vị có uy tín trên thị trường để mà giúp cho tài khoản của anh thanh khoản ok hơn nạp rút thì chắc chắn là các bạn tư vấn viên trong quá trình tư vấn sẽ là hỗ trợ cho anh những thao tác nạp rút như thế nào rồi. À, việc này thì anh không cần phải lo lắng anh trọng phú nhé. Rồi, à, xây dựng thành công. Rồi anh à, anh có cái tài khoản là xây dựng thành công hỏi là hiện tại thì với mức vốn là 100 triệu có đầu tư được cổ phiếu của Microsoft khi không và sau bao lâu thì có lợi nhuận gấp đôi. À, câu hỏi cũng khá là hay ha. À, câu hỏi mà đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào trọng tâm là lợi nhuận luôn. thì tôi cũng chia sẻ luôn. thì theo như tôi nhận định đó, à, tôi đánh giá thì cổ phiếu của Microsoft á, nếu mà thời điểm mà có để có thể được nhân nhân đôi cái lợi nhuận á, gấp đôi cái lợi nhuận mình mang về, thì chỉ trong vòng khoảng đâu đó là một hai tháng nữa thôi. À, chắc chắn một điều van như vậy. với tiềm năng hiện tại của Microsoft, 100 triệu của anh có thể nhân đôi chỉ trong vòng một tháng và thời điểm này tôi nghĩ là anh uh, nên vào mua nên vào mua để mà đầu tiên mình nhận được cái khoản lợi nhuận trước mắt là cổ tức của Microsoft cái đã và đây là cổ phiếu mà tôi đánh giá là trả cổ tức xong nó vẫn sẽ tăng mạnh cho nên anh cứ để để nhận cổ tức xong anh cứ để cho tới thời điểm giống như tôi nói một hai tháng sau thì anh sẽ thấy được rõ ràng hơn về cái lợi nhuận của mình rồi à, nếu mà không còn câu hỏi nào đến từ à, quý nhà đầu tư nữa thì tôi cũng à, xin phép kết thúc buổi học ngày hôm nay và chúc cho anh chị mình à, thành công hơn và sẽ có những cái thành công vang dội trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán này và anh chị nào à, mình còn hỗ trợ thêm thì có thể nhắn riêng cho tôi và tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình đã biết cũng như là mình trải qua tới cho anh chị để giúp cho anh chị đầu tư thành công trong thị trường này rồi cảm ơn anh chị đã tham gia buổi học ngày hôm nay